con này. Bên kia bên kia chả nháy đèn ha, nháy giỏi đây đấy đấy, chả ném gì kia. Nhưng mà mình giỏi anh chả nháy gì cả. Ok anh nha. Về nhà là cũng sợ là nó chẳng cho quả bom chết. Rồi gần đây là hạnh chết. Đi. Tỉnh Bắc Cạn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Tiến
đồng chí Nguyễn Anh Quế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Trùng Thành. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nông Văn Hồ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trùng Thành, phó trưởng ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên tiểu ban phát triển du lịch dịch vụ bền vững, thành viên ban tổ chức lễ hội, huyện ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành trung ương và địa phương. Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tới tham dự và tuyên truyền về lễ hội. Xin cảm ơn sự có mặt của đông đảo nhân dân địa phương và du khách đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sẽ lên sân khấu phát biểu và đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Yeah.